chưa hề vương màu, tóc tành thắm màu, chiều chiều đợi anh cùng vui bước trên đồng thanh, nhìn muôn hoa nắng trên cây cành, lòng ruộng bao yên tình. Rồi ngày nay tiếng anh trai hằn lên đường, em ở phố phường đợi người biên cương, niềm vui sống nơi hậu phương là tình yêu hiến dâng xa trường, đẹp lòng người nhỏ trong niềm mộng mơ. Tình hậu phương sắc son dâng người trái hồng, nhưng kẻ chiến trường còn gì cho em ngoài cây súng trên bờ vai, vì tương lai chúng ta sau này một trời đầy đắng. Niềm vui sống nơi hậu phương là tình yêu hiến dâng xa trường, đẹp lòng người gió đã yêu nhau. Các bác vừa được thưởng thức một bài hát rất là hay của ca sĩ Tuấn Vũ với cái nguồn chơi số từ chiếc đầu giải mã DAC Mazang NA8005 mới về tại Thanh Tâm. Bộ này thì được em đấu giá và tuyển chọn bên thị trường Nhật với hình thức xuất sắc kèm thùng xốp với mức giá là 16 triệu. Bác nào quan tâm tới thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Em sẽ quay qua một chút về hình thức của đầu máy Mazang DAC NA8005 cũng như những cái phụ kiện của máy. Một con máy DAC về hàng thì sẽ, con này thì về hàng có thùng xốp các bác nhá, có thùng xốp. Và cái phụ kiện của bên trong của nó thì chúng ta sẽ có điều khiển zin, dây nguồn zin và những cái hệ thống sách catalog hướng dẫn sử dụng. Máy được bán ra được tặng kèm với một sợi cáp quang với độ dài 2m và một USB chứa nhạc 32GB. Đây là hình thức của máy Mazang NA8005 ngày hôm nay về hàng tại Thanh Tâm. Các bác có thể nhìn qua. Hình thức đẹp xuất sắc như mới, không có xước răm, không có cấn cặn. Các bác có thể nhìn thấy mặt trước này và mặt trên. Đó. Quay một chút về các cổng kết nối mặt sau để các bác cùng tham khảo trên cái bộ DAC này. Với NA8005 thì chúng ta sẽ không có cái đường out balance và chúng ta chỉ có cái đường out RCA xuống uply thôi. Ngoài ra thì cái đường vào tín hiệu chúng ta sẽ có đường quang, đường đồng trục, đường USB từ máy tính sang và chúng ta sẽ có thêm một đường cắm mạng LAN để truyền không dây cũng như cái app cho điện thoại. Con máy Mazang 8005 này được sản xuất tại Trung Quốc, xuất cho thị trường Nhật, vì thế nguồn điện sẽ là 100V các bác nhá. Đây là mặt trước của Mazang NA8005, các bác có thể nhìn thấy ngôn ngữ thiết kế thuần Mazang, một trong những ngôn ngữ thiết kế truyền thống dùng trên rất nhiều những cái sản phẩm của hãng. Bây giờ thì họ đã có cái phong cách thiết kế mới rồi. Còn đây là cái phong cách thiết kế mà trong khoảng 6 đến 7 năm họ giữ trên những cái sản phẩm của họ, bao gồm Ampli, CD cũng như là DC.
8005 là cái phiên bản nâng cấp của Mazang NA7004 với khả năng giải mã file lên tới định dạng nhạc DSD với nguồn chơi từ máy tính sang. Có nghĩa là các bác muốn chơi nhạc DSD ở trên cái con Mazang NA8005 này thì bắt buộc các bác phải có cái nguồn phát DSD từ máy tính, một chiếc laptop hoặc một chiếc máy tính bảng. Còn đối với các bác nào mà chỉ chơi nhạc từ YouTube cũng như là từ USB ổ cứng thì cũng không cần thiết phải tìm cái nguồn nhạc DSD để chơi trên cái hệ thống này. Ngoài cái khả năng nâng cấp, khả năng để giải mã lên DSD thì 8005 còn cung cấp cho chúng ta cái khả năng chơi nhạc không dây qua AirPlay từ iPhone sang. Tuy nhiên, các bác phải cắm dây mạng cho thiết bị các bác nhé. Các bác sẽ có một cái con máy được thiết kế với ngôn ngữ dạng cánh buồm. Ở hai bên màn hình hiển thị thì sẽ có cái nút, những cái hệ thống phím điều hướng cứng mà được bố trí sắp đặt ở trên mặt trước, nó đối xứng nhau. Ở giữa thì chúng ta sẽ có một logo của Mazang và hình ngôi sao 6 cánh. Màn hình hiển thị dạng LED màu trắng và cái khung, cái nền, cái background của cái màn hình sẽ là màu đen, tô thêm cái điểm nhấn của thiết bị nên cho chúng ta nhìn nó nổi bật hơn. Và nói chung thì với Mazang 8005 thì là một trong những cái thiết bị cao cấp, chạy cái đời chip giải mã cao cũng như sở hữu một cái chất âm rất là hay. Nếu mà để mà nói so sánh chất âm của 8005 với những cái phiên bản như 7004 hoặc 6005 hoặc 6006 mới ra thì 8005 vẫn có một cái chất âm rất là cứng cáp và tiếng đanh tiếng hơn so với những cái phiên bản kia các bác nhá. 6005 và 6006 là hai phiên bản mới ra và bổ sung thêm cái tính năng, đó là tính năng Bluetooth và Wi-Fi. Còn về chất âm thì em nghĩ là 8005 vẫn là một trong những cái thiết bị sở hữu chất âm hay hơn. Bộ này về hàng thì có thùng xốp đầy đủ khiển zin, mức giá là 16 triệu. Bạn nào quan tâm tới thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Chỉ có một bộ duy nhất thôi các bác nhá.